Hello, xin chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Ngọc mới vừa ngủ dậy nè mọi người. Ra đây đứng nói chuyện điện thoại, giải quyết một vài số công việc. Nhìn cái cảnh đẹp quá nên ra đây, ra quay cho mọi người coi. Đây là cái cảnh ở cái tầng thứ hai lầu của nhà Ngọc đây. Nhìn xuống. Cái xe này là của anh Bảo. 16 kìa. Đi chưa? Rồi. Xe này xe của anh Bảo nè. Mà còn một chiếc nữa là ở trong tầng hầm. Còn xe này xe của mẹ Sáu. Mẹ Sáu chạy từ Bình Dương lên chơi với Đại Ngọc với gia đình. Rảnh rảnh là chạy lên vậy đó. Mấy tiếng đồng hồ lên. Đẹp phải không mọi người? Gần nhà Ngọc có sân banh nữa nè, thấy không? Ngoài đó, ngoài đầu hẻm đó. Đi làm hàng à? Sớm mà ta. Chơi là giờ còn ngủ rồi đấy kìa cô chú. Rồi bây giờ bắt đầu đi xuống à, được ở tới giờ là bắt đầu đi lên, đi xuống cầu thang quen rồi mọi người ơi. Không có còn mỏi chân như là lúc đầu nữa à, xuống tới đây à, phòng người của mẹ nè. Phòng người của anh Bảo chị Ngân nè. Xuống cái cầu thang này mà nó tối cũng sợ. Ủa cô Chiều đang lao cầu thang hả cô Chiều? À nãy trên kia chưa dạ dạ rồi cô Chiều làm cái con ly cà phê. 16 bên đây ngồi dưới đợi sao bữa nay ế nhà hàng sao đây mới 8-9 giờ sáng ế rồi hả? Như giờ bà bán là về chứ giờ bà liền đó rồi. Giờ mệt quá rồi hả? Giờ bờ nhà bộ bây giờ là mỗi lần mệt là vô kiếm con không? Hồi bữa là con mua cái sắp của bà là trúng được 11 tờ. Đâu đâu rồi? 11 tờ là trúng được 1 triệu mốt à. À. Trúng được 1 triệu mốt á. À. Cái sắp đó là trúng được 1 triệu mốt. Vậy hả? Quên nói cho mọi người nghe. À. Hồi bữa mua dùm bà 69 tờ. À. Này là nhiêu tờ đây? Đó, cô đếm đi chứ bà. Đây là 101 ai từ. Đếm được ai mua chưa đi. Bà lấy 106 hả? Bà chứ còn 101 ai từ vậy? 101 2 tờ là sao là còn 112 tờ hả? Ừ, 112 tờ. 112 tờ mà 10.000 tờ. 1 triệu mốt, 20 đờ hàng ngàn. 1 triệu mốt 20 ngàn hả? Rồi, đây là 1 triệu ha. 1 triệu mốt 20 ngàn phải không? Cảm ơn nhiều lắm rồi. 1 triệu mốt 20 ngàn là lấy 1 triệu 2 đi. Rồi. Cảm ơn nhiều lắm nha, lại chúa nha. Cô đúng rồi. Bà đi bán vé số mấy năm rồi? Bán từ năm 2000 rồi kìa. Bán năm 2000 chứ, lâu dữ rồi hả? Ừ. Bán 22 năm vé số rồi. Ừ. Bà bữa giờ có ai mua như con vậy không? Ừ. Nhiều người họ cũng mua cả cái quỷ. Nên thì mình đi dùng. Con lâu lâu cũng mua điện lạnh lầm chứ đâu phải là lúc 2000 nào cũng mua luôn đâu. Để cưới cho con cúng rồi nhá. Dạ. Con cúng rồi cho cái bà. Rồi con cái bà đâu? Còn giờ con bà có hai đứa hả? À. Có hai đứa thì nó ở ngoài Bắc đó rồi. Ủa ở ngoài Bắc hả? Vậy là có mình bà với ông hai đứa ở đây hả? À, rồi sao không về ngoài Bắc ở chung với con cháu đi vui? Thì con nó nói vừa về ở ngoài nó rét lắm. Là nó mua bà thì tay con bồng được cháu tay gãy rồi. À. Nhưng mà một cháu dụng mất rồi trong này đi nhà rồi có cái số bán được tấm áp. Cái người kiếm mà anh rồi. Rồi mày mày thuê nhà hay là sao? Mà thuê nhà. Và cái nhà là dưới cái điểm nước ai đang là 17. Ừ. Rồi giờ bà ở đây có mình đâu nè? Có mình nè. À. Con có thể được bị bà ngoại hai đứa rồi, hai đứa đủ rồi thì
đeo nhà thờ đi ông mình đeo đi kêu về đeo ông đó. Bây giờ ở đây có mình à. Ừ, mà ngoài Bắc thì lạnh quá, tê nhức tay chân rồi kia vậy. Cái này coi nó. Con ở đây tới tháng 6, tháng 7 là con đi về lại Mỹ rồi. Là con ở đây nhiều nhưng mà có giúp được bạn gì cũng giúp. Ha, rồi thôi về về nghỉ ngơi đi. Giúp bà thôi chứ còn mà hy vọng để chúng là không khó khăn lắm. Lúc già thì cứ là còn may ra uống cùng bà nữa. Rồi ok, về nghỉ ngơi nha. Rồi, cảm ơn nhiều lắm nhé. Rồi, rồi. Dạ dạ bà về dạ ở bữa đầu tiên con bà họ cũng lên mạng họ cũng hỏi dạ. Ủa có ông có lên mạng hỏi luôn hả? Họ lên mạng họ hỏi bà đó. Trời đất ơi, bà bán số cho cô rồi cô đưa cho bà 1 triệu. À dạ chị cho đều nổi tiếng này nổi tiếng này mốt đi bán cái số là người ta biết người ta ủng hộ cho nhiều nha, sức khỏe nha. Dạ. Hồi bữa giờ đó là cái quán mấy con mà bao vui với số mà là mấy chú mà còn 10 mấy tờ 20 tờ rồi chị Ngọc Ngọc với anh Bảo rồi chị mua nhiều lắm. Rồi xong rồi chị Ngân trúng được 2-3 lần. Con trúng được 1 lần trong cái cặp đó. Ok. Nói chung là rất là thương hoàn cảnh của mấy cô chú bán vé số các bạn. Đó. Con bán vé số mà bán 1 tờ là 10 ngàn. Thì tính ra mình 1 tờ là đời được có 1 ngàn. Tờ à, là được có bao nhiêu á? 1 tờ là 2 ngàn. Tờ là 2 ngàn. Đó là người ta bán được 100 tờ thì ta lại được 200 ngàn đi vòng vòng suốt. Mà Ngọc thấy bán ở trên Sài Gòn này còn đỡ nha. Bán dưới quê đường phố nữa. Cứ đạp xe đạp đi được, nó có người đen thui đen thùi vậy mà. Nhà thì xa nhau chứ đâu có ngồi vòng vòng như Sài Gòn vậy. Đúng rồi. Đó, rồi thôi ba giữ đi nha. Rồi ba giữ cho. Ba mê với số. Rồi ba cắt cho. Ba giữ, ba cắt đi. Sáng nay là sẽ đi công việc. Mới đưa nhân viên qua rồi hả? Anh Trân nó thấy tao như thấy ma hàng sao á. Nó thấy là hết hồn. Nó đập nó quá. Em chào chị Ngọc. Gì con? Thương Ngọc Ba. À, ông Thương Ngọc Ba hả? Trời, ngoan quá. Xeo Trang Gia Hân nè, làm nguyên một bình dị qua ngày Tây nè. Hôm qua Âu cũng nghe lời. À, hôm qua là mẹ nghe lời. Hôm qua kêu pha lạc lạc thôi, cái bữa nay là kêu pha lạc rồi nè, thấy không? Trời ơi, không, con uống vậy là tốt nè Hân nè. Uống nước nhiều là tốt nhưng mà pha lạc thôi nghe con, đừng có pha đậm quá. Mà con thấy uống nhiều hoa ngày Tây ngủ. Hello, xin chào đại gia đình. Con thấy nhiều hoa ngày Tây uống ngủ ngon không? Nhà đại gia đình thứ nào? Cái này fan trung thành uống nhiều hoa ngày Tây nè cô chú. Hôm qua còn làm gì? Hôm qua thấy có cô chú còn uống Gia Hân cũng dễ thương quá chứ. Sao Tâm sao? Tâm nói uống rồi qua người ta buồn ngủ. Nó đi giao hàng uống buồn ngủ. Hôm qua ở nhà nó kêu mẹ lợn xí thôi. Gia Hân giữ em, giữ da chay chay nó. Trời ơi, 5 giờ mà nó bắt đầu nó làm xong một cái là nó bay qua nó kiếm chay xong là sáng mì hả? Dạ. Dài quá hổng, chị Hai nói mình sao uống giờ già rồi sao mình không có suy nghĩ, không biết gì nha. Gia Hân nó uống rồi vậy. Sao tóc của Gia Hân xấu tối như bà nào vậy? Cái mình nói ngoại chỉ đâu biết, chắc tại tóc nó nhiễm quá. Gia Hân nó ẩm qua đây lấy dầu xả nó ủ nó gọi ai vậy tóc. Tắm chay mướn mượn mình nghèo à. Cái mình nó ủa tự nó là mình không biết cái vụ này. Thiếu dầu xả, tóc là thiếu dầu xả. Nên chải nó khô quá. Chải nó đau, nó không thích chải. Chị Hai bây giờ là chị Hai Gia Hân là thương chay giống y chang như ngày xưa là Ngọc Ba thương chị Hai vậy đó. Thấy không? Có qua có lại chứ. Trời ơi, ngày xưa Ngọc Ba cưng, ngày xưa cưng con lắm luôn á. Con với con Bo đây nè. Lên dạy học sợ lắm, ngày xưa dạy học sợ con ba lắm. Trốn đi ngủ. Trốn đi ngủ, giờ con buồn ngủ quá rồi. Bo là hôm qua, mà dạy tiếng Anh là nhớ nha. Sáng dạ. Có khiếu học tiếng Anh nè. Thằng Bo này là có khiếu học tiếng Anh nè.
bây giờ còn hôm qua con dạy, mà con dạy con kêu nó đọc cái chữ sao cho nó đúng, đọc được y chang luôn mà nó vẫn nó nhớ luôn chứ nó không quên. Không đó. Con hay đó, cái đó là hay đó con. Dạ dạ, cảm ơn cô Chiều. Đó, cái này là mỗi buổi sáng sinh hoạt nè các bạn nè. Chà, chân xì chum đi làm sớm quá ta ơi, 8 giờ là có mặt rồi ha. Dạ dạ, đây con ngồi con. Lát nữa mày thái chắc cũng kêu anh nhím đi chứ ta. Đây đó, bây giờ tất cả mọi người cái ca đầu là đều ngồi xuống rồi, cái là đóng hàng để cho gửi đi ca đầu, rồi tới ca trưa, rồi tới ca chiều chiều là có 3 ca tổng cộng. Đây là một cái bao này là mình bỏ vô nè, sa tế nè, và chị Ngân cũng ngồi xuống nè, Chính cũng ngồi xuống nè. Mẹ Sáu là chưa có trả lương nên là chưa làm gì hết á. Không kịp. À, bữa nay ăn tiền nghỉ phải không? Tiền một bé nhân viên nghỉ, tại vì con nó hồi tối hôm qua không biết làm sao nhảy bị té. Sáng nay chạy vô đây nói xin cho em nghỉ ngày để em lo cho con, nó ok. Không sao hết. Hôm qua ngọc lai cái là hơn 100 củ sa tế đâu có kịp đâu. Sa tế nhà Ngân là làm. Đúng rồi, sa tế nhà của mẹ làm là chảo nào là ấy chảo đó chứ không có làm để dành. Tập gym á, gần cái phòng đấy có phòng gym á các bạn. Trời ơi, bán dép kìa, quá trời dép không. Wow. Trời ơi, cái khoảng trống này là rộng luôn á. Quá trời dép không, dép nam, dép nữ. Đủ thứ loại dép hết. À, cái đôi dép mà giống trái sầu riêng của ông Tùng kìa. Cái lô bên cửa màu xanh này nè. Đó, ngang 4 mét là từ bên đây qua đây là đi dài thẳng vô á. Chào một đám mất tiêu rồi. Chà, bữa nay sao nói không có tập Ok baby. Why you say you're not gonna do it anymore? Hả? I just had to. Hôm qua nói là bữa nay là đi ra đây chạy bộ thôi mà tự nhiên ra đây cái đi tập cái này. Nói là muốn cho cái cơ nghỉ ngơi mà ra đây cái là tập này luôn. Hả? Chưa. Rồi vô. Ok. Đây các bạn, đây là các bạn đang quán bánh ướt nè. Vừa sáng vừa bán, vừa sáng vừa bán. Không hỏi gì hỏi luôn. Nhà Ngọc thì lúc nào mà muốn đi đâu thì cũng phải đi ngang chợ Sớm Mới các bạn. À, cô bán quýt nè. Ừ, cô kia bán chả cá thắt lát. Cô này bán rau. À, rau gì ta? Đây là bao rác trước chợ. À, để ra xong rồi cái chút xe rác người ta chở đi. Giờ chú quẩy rồi baby, vô quanh xong bây giờ chú quẩy. Vô quanh xong. À, chừng nào mà ăn đồ có súp á, thì Điều Huynh mới ăn giờ chú quẩy. À, bánh bò nè. À, rồi sau khi đi công việc xong thì cả gia đình đói bụng quá nên là dừng lại một cái chỗ này, thì nào giờ chưa đâu, đi ngang qua thấy là dừng lại thôi. À, cái chỗ này có tên gọi là bún bò gánh, vô ăn thử rồi đúng không, coi ngon không mọi người. Bữa giờ về chưa có ăn bún bò rồi. Ok, bây giờ đi qua đường ha, let's go. Yeah. Đi nhớ Quỳnh con. Thấy chồng Ngọc qua đường là siêu chưa? À, có cái bàn này nè, bàn này rộng nè, nhiều người ngồi hợp nè, nhiều người ngồi đủ nè. Ở đằng kia là cái chỗ người ta làm bún bò. Điều quên ăn bún bò được. Gì mà có bò là đưa qua ăn được. Bún bò hả? Bò thế á. Nãy ba ngày nãy rồi phải không? Ăn tô nhỏ thôi được không? À, cái này là bún bò gánh thôi nhưng mà chắc có nhiều loại trong này nè. À, quá trời luôn đây. À, có hến xúc, ba có mì quảng nữa đâu ba nè. Hến xúc bánh tráng đâu nè mẹ, hến xúc bánh tráng không? Bánh xèo, bánh bột lọc, bánh nậm. Này là bún bò gánh đường Lý Chính Thắng. À. À, rồi cơm gà, hến xúc bánh tráng là bạn thử gì vui không? Cơm sườn, what? Ê, baby, bò kho. Bò kho, à, muốn ăn bò kho nè.
No, this I think this place is pretty good. Này mày sáu coi đi mày sáu. Dạ. Yeah. Quá trời nhiều luôn, tưởng bán bún bò không thôi nhưng mà thật con sẽ ăn bún bò. Con ăn bún bò. Ở trước cửa này thì đây là gần một cái chùa, cái này là Tịnh Xá Ngọc Diệp nè. Trên đường Lý Chính Thắng để quẹo qua, thường đường Lý Chính Thắng là có bán sinh tố với lại trái cây bào đồ này kia các nọ là đúng không ta? Ở đó lúc mà Ngọc qua ở đây Ngọc nhớ. Bên đây là một cái tòa chung cư khá là cao. Wow. Đường Lý Chính Thắng quận 3 nè các bạn nè. Bún bò gánh. Trời, trà đá. Rồi. Baby, you want water, ice water? Cho em một lon Coca-Cola luôn anh nha. Bên em có Pepsi, xin tìm nếu Just Pepsi. Dạ, yeah, một Pepsi được anh. Làm gì cũng trà đá mà mặt nhăn dữ bò. Nó hết luôn mà mặt. Ê, ở gần đây có cái bảng ghi nè, bún bò gánh cam kết chỉ bán thịt bò và giò heo nóng trong ngày. Rồi đây là rau nè, nước mắm nè. Tươi ra. Rồi anh Nhật thì ngồi bên bàn này, tại bàn này không đủ chỗ nên Nhật ngồi bên đó. Đây mì Quảng Không Hành của em đây, cảm ơn chị. Đó, con kêu hai tô, một tô mì Quảng, một tô bún bò. Ngon lành, cái này của chồng Ngọc nè. Nhìn miếng bánh tráng là thấy có hấp dẫn rồi đó. Rồi cái rau này là đúng hấp dẫn luôn nè. Rau này đúng rau ăn mì Quảng luôn nè. Đây mọi người coi tô mì Quảng nè. Đây tô đặc biệt đó. Rồi này là gì đây? Này cũng đặc. Còn có một đặc biệt là không hành nha chị nha. Đúng rồi, hai đặc biệt không hành. Này là sao nhiều dữ vậy? Rồi không biết cái nào vô nào luôn á. Đây một cái tô bún bò Huế mà đặc biệt như thế này á các bạn, là có xương, có gân, có đồ này kia đó, đó là 65.000 một tô. Chồng Ngọc thì anh ăn tay chơi tô tái không ạ? Nè. Rồi bây giờ là sẽ bỏ rau vô cho chín nè. Bỏ rau vô nè. Thấy nha, chỗ này mì Quảng á làm thấy thích là biết sao? Có nước nhiều. Chớ đây ăn mì Quảng mà mặc áo trắng này biết sao em. Mì Quảng đậm đà nè. Mì Quảng gà đậm. Bà quá giỏi nữa luôn.
Châu Dương Gai ba tuyệt vời. Ba tuyệt vời, qua giỏi. Hương ba là phải rồi. It's my joke with Bob. I always say, well, you know, we're quick got married. You're only supposed to say yoy, the younger, like the mom. It's a funny joke. Inside joke. Mua này hả, không thấy cái xe bánh mì đứng bán. Tôi là ta không dám đứng bán dạo. Độc còn một tô nữa nha các bạn nha, bún bò. Ăn để mình thưởng thức hết vậy chứ. Tại vì mỗi quán mà mình vô có một lần à, đâu có vô lần thứ hai đâu. Đi quay rồi đi ăn rồi mấy chỗ khác nữa. Để nãy giờ bọn dân gần còn nóng nha. Mì quảng này ngon. Lần đầu tiên ăn bún bò mà có rau má nữa. Con nón hào. Con nón hào. Con. Nhã Quỳnh kìa. Nón hào. Nhã Quỳnh chú hỏi là con ngon không kìa. Ba về dễ thương chưa? Rồi, tội ba chưa? Thôi muốn mày cho con rể nè. Ok, come on. Ok, thằng chi. Ở đâu ba? Mẹ của ba này. Mẹ. Đi. Cho mẹ qua bánh mì nữa ta. Cái bánh trước thì quên ăn thử không? Không ngon. Hủ tiếu ăn bánh mì. Nhưng mà chú Lũ ăn bún bò là thích bánh mì nha. Nè ba, má đó. Nè nè, bỏ đi. I'm gonna try that. I'm most likely want bang. Either bang with soot. Huh? What's the bang we had at the cold place? Giò cháo quẩy. Quẩy. Bang, bang quẩy or bang meat? Quẩy, just say quẩy. Quẩy or meat? Mà sao chỗ này á, hả? Thấy trong video có bán bọc kho mà không có bán mình bánh mì không? Ba đi lẹ thì cái chứ. Look, look, look! Who is this? Ai vậy? Ai hả? Hi! Yeah! Give me a hug, give me a hug! Give me a hug, right! Xoài cát. Xoài cát hả? Dạ, chồng. Trời ơi, cảm ơn Duy nha. Rồi rồi chừng nào chị gặp bạn chị? Chơi nữa. Ờ, rồi qua nhà em chơi. Chơi với chị đi, chơi đi. Chở bên dưới cái tay kia kìa. Hai bạn mặc đồ hồng lên cái tay chở đi. Trời ơi trời trời. Nắm tay, dẫn Mia, lên phòng đồ chơi lẻ lên. Trời con Mia chắp tay xe đít kìa. Trời ơi trời, mặc cô đổi thương với chị. Đi đi. Mia, you wanna go to the toy room? Yes. Đi con. Đang đi cái xe đó. Con bộ khoái xe. Con lấy xe xuống cho Mia mượn đi con. Đi xuống cho Mia mượn đi con. Đi xuống cho Mia mượn xe đi con. Bây giờ lại lấy xe để chạy đi con. Lấy xe chạy đi con. Lên xe. Lên xe đi. Con xuống cho em mượn đi con. À, dê xe hả? Rồi dừng lại đi. Rồi ok. Rồi lên xe ngồi đi con. Rồi đưa bánh cho mẹ
Rồi, Mía ngồi ôm chay. Mía leo lên. Lên đi con, lên đi. Vô, we wanna go in? Vô không, đi không? Đây, đây, đây. Đi con. Hôm nay nhà của anh Bảo. À, chị Nhi bữa nay lên thăm Ngọc rồi mọi người. Hello. Với đây là chị của chị Nhi. Hi, Mia. Xin chào cả nhà. Chút nữa. Trời, chút nữa chị hẹn bạn chị mấy giờ? Hey, this is not a toy. Mia, Mia, you like Vietnam? You like Vietnam? Is that your lotion you're holding on to again? She always have something left. Yeah. Okay, có hai chị kìa, bữa nay không hẹn mà gặp hai mặc hai bộ đồ được cùng màu kìa. It is a phone. Yeah. Muốn dễ gì? Dễ gì, cũng muốn dễ gì. Cái gì vậy? Ô, rớt, rớt, giết tờ lấy này. Oh, JD. She's very temperamental.